Đây là lông gà các bác này. Đây gà đây. Con này là gà mái. Đây lông này. Hố bẫy trên này, ui, nó cắn hoa tươm. Nó rũ lông ở đây rồi. Tắm mạn ra đây. Thể các bác làm thợ bẫy thú rừng thì sau 3 ngày không đi thăm bẫy thì nay là cái buổi đi thăm bẫy này các bác này. Đấy thì khu vực những cái bẫy thì đặt ở khu vực trước mặt đây. Đây là rừng nguyên sinh. Còn về cái mùa này thì rất là nhiều muỗi mới dĩ mới vắt các bạn. Thì đi rừng thì về công tác chuẩn bị đầu tiên thì sử dụng cái lọ tinh dầu xả này. Cái công dụng của nó thì xua đuổi muỗi dĩn và côn trùng nhé. Thì về cái lọ này nó là 300ml này. Đấy, rất là nhiều video em chia sẻ thực tế cho các bác rồi. Còn cách thức sử dụng thì các bác có thể là theo dõi em này. Đấy thì về cái lọ này thì khi mua thì các bác sẽ được tặng kèm theo một cái lọ nhỏ như thế này để các bác buộc vào ba lô này. Đấy, buộc vào ví dụ đuôi ba lô này đi thì nó sẽ tỏa ra mùi nhé. Tỏa ra mùi thì nó xua đuổi muỗi dĩn hoặc là những cái con vắt nó bám theo các bác. Còn về cách sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Để sử dụng thì các bác lấy một ít này. Đấy, cái này thì nó sẽ có một cái nút ở đây. Đấy, các bác cậy cái nút này ra các bác sử dụng này. Không thì các bác có thể là sử dụng trực tiếp ở trên cái lọ to này nhé. Đấy, trên lọ to đây. Đấy, thì các bác đổ một ít ra tay như thế này. Đấy. Đây là tinh dầu xả chanh các bác nhé. Đấy, mùi thơm của nó thì rất là dễ chịu. Đấy, các bác xoa lên tay và xoa vào chân này. Đấy, thì muỗi dĩ nó đến thì nó ngửi thấy mùi thì nó sẽ không đến. Đấy, chỉ cần một ít như thế thôi. Lọ này thì các bác mua về thì các bác có thể là dùng được vài tháng nếu mà các bác đi rừng nhiều. Còn nếu mà các bác mà sử dụng ít thì các bác sử dụng lên tới vài năm. Còn cách bảo quản của nó thì các bác cứ để lơi khô thoáng là được. Còn khi sử dụng xong rồi thì bây giờ chúng ta đi lên thăm bẫy thì sẽ không sợ muỗi dĩ nữa nhé. Bây giờ thì các bác cùng theo chân em. Đầu tiên thì sau 3 ngày không đi thăm thì có dính được một con chim các bạn. Đấy, nhưng mà có một con thú gì về nó ăn bằng hết rồi đây. Đấy các bạn. Đây là khả năng là dễ làm mèo rừng nó đến nó ăn hoặc là con chim bìm bìm. Để nó ăn hết sạch đi. Tuyền lông rồi các bạn. Bẫy này thì lát nữa sẽ xuống gài lại. Bởi vì chỗ này khu vực này dễ có sóc nó về là ăn quả các bạn nhé. Để cắn nát hết một vùng rất là tiếc. Bây giờ thì những cái khu vực bẫy ở bên trên thì cứ đi theo men cái khe này là tới này. Cái mùa này thì rất là nhiều dĩn với mũi với cả vắt các bạn. Cái khe này rất là ác này. Giờ thì đi lên tiếp tục trên kia nhé các bạn nhé. Lên đến cái khu vực bên trên đây thì thấy cái dấu vết cầy nó lại ủi tiếp tục này các bạn. Đây là lốt mới nhé. Đã ủi tung hết khu vực này lên này. Vì khu bẫy thì em đặt ở trên đây. Không biết có dính không. Cách đây lên chỗ van trên này. Đây khe này rất là rộng các bạn. Cái khe này thì mấy hôm nay nó lắng thì bắt đầu nó lại về đây nó ủi để nó ăn bắt thức ăn này. Cũng như nó uống nước. Đây, cái này thì sập rồi nhưng mà không thấy được các bạn. Đấy, sập rồi. Đây hố bẫy đi. Nó văng vào đây. Không thấy dính con gì. Không hiểu lý do tại sao. Không nhìn thấy cái dấu vết gì để lại. Khả năng là viên đá rơi hoặc là cái gì rơi các bạn. Lõng lại khá là đẹp. Bây giờ thì tiếp tục lên trên kia nhé. Khu vực đây thì dính một con gà các bạn. Cái gà rừng nhưng mà bị mất bẫy rồi. Khu vực đây thì đánh ngay chỗ gần đường đi thì mấy hôm bận không đi thăm được. Đây là lông gà các bạn này. Đây gà đây. Con này là gà mái. Đây lông này. Hố bẫy trên này. Ui, nó cắn hoa tươm. Nó rũ lông ở đây rồi. Tắm mạn ra đây. Nó bị mất bẫy rồi. Không biết ở trên kia có bị mất nữa không. Đây. Rất là phí. Bắt mất rồi. Tiếp ạ. Ba cái bẫy đầu tiên đều sập cả ba. Nhưng mà cái này thì được con gà thì lại bị mất này. Dưới kia được con chim thì bị có gì ăn mất ấy. Khu vực trên đây thì đánh thêm vài cái nữa các bạn. Bây giờ thì tiếp tục lên nhé. Ở đa số tất cả các bẫy đều sập các bạn. Đấy, không được con thú to thì thú nhỏ nhưng mà đều bị mất hết. Đấy, có mấy cái bẫy được thì là bị mất các bạn. Còn những cái bẫy mà không được thì nó vẫn còn nguyên đây. Không biết là có anh em nào đồng nghiệp chắc là đi đánh qua sao. Được thú thì lấy còn không được thú thì bỏ lại cả. Đấy, bây giờ thì chờ những cái quả này nó chín này. Đấy, cây vòi cây hương nó về nó ăn thì đánh được anh em ạ. Đấy, khu vực rừng đây thì vẫn là rừng nguyên sinh. Đây có một cái em đánh ở lõng này. Đánh lõng này. Đánh lõng đường mòn khá là đẹp đấy nhưng mà chưa thấy nó qua.
Thế thì các bác khai xuân đã đánh được nhiều chưa? Này em thì khai xuân hôm đầu tiên thì được 2 con cầy bạc má thôi. Còn mấy hôm nay thì bận, để đóng hàng gửi hàng đi cho các anh em ở các tỉnh thành, đâm ra là không có thời gian đi thăm bẫy, thì có được một con chim, một con gà rừng thì bị mất bẫy. Còn những cái sập kia thì không biết nó vào con gì, đấy thì cũng sập mất mấy cái không được. Cái khu vực thì nó cũng khá là hiểm trở, đấy, tuyển dốc núi dựng đứng thôi. Đấy, anh em nào xem cái video này thấy hay thì hãy đăng ký ủng hộ kênh nhé. Còn đối với anh em nào muốn mua cạm kiềng hoặc là cái lọ tinh dầu xả ấy, thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em thông qua số điện thoại em để dưới tiêu đề. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.